Thì nếu mà các bạn làm cái IPNet MVC á, thì mình tạo template rất là dễ. Chúng ta nhấn chuột phải, chúng ta ép cái view, chúng mình chọn cái layout nào, cái apply cho mình luôn. Nhưng mà đối với Java thì chúng ta không tổ chức như vậy. Mà trong Java GP này á, chúng ta sẽ có hai cái cơ chế để chúng ta dựng template. Một là chúng ta sử dụng include để chúng ta làm. Hai là chúng ta sẽ sử dụng kết tương tác. Thì cái bài gần cuối là chúng ta sẽ nói về cái kết tương tác này. Đó. Vậy thì bây giờ trong cái cơ chế dựng template của nó á, là chúng ta sẽ có như vậy. Là bây giờ giả sử chúng ta có cái website như vậy. Đó. Thì ở đây là cái dàn menu nè. Rồi đây là cái cột bên phải nè, và đây là cái khu vực thay đổi của mình. Thì nếu mà chúng ta làm IPNet MVC thì là ta còn render body vô đây. Đúng chưa mọi người? Còn bây giờ trong trường hợp nếu mà chúng ta đứng ở cái góc độ chúng ta sử dụng cái template ở trong GP này á, thì giả sử mình có cái chỗ này là cái file template.gp. Giả sử bây giờ mình có một số những cái trang con, ví dụ như là trang A.cp nè, chúng ta có trang B.cp nè, chúng ta có trang C.cp nè. Thì những cái trang này có nhiệm vụ là khi người ta chọn những cái menu ở trên này, nó sẽ load vào trong cái khu vực thay đổi ở đây. Đúng không mọi người? Vậy thì trong trường hợp này, chúng ta sẽ thấy khi mà người sử dụng người ta chọn cái liên kết, thì chúng ta cần đem cái trang này include vào trong cái khu vực thay đổi. Include nó vào. Điều đó có nghĩa là chúng ta đứng ở một cái trang, chúng ta có thể nhúng một cái trang khác vào cái trang đó. Thì ở trong CP nó hoàn toàn cho mình làm cái chuyện này. Không biết cái này mình demo cho ta chưa ha? Đó, giả sử mình có một cái trang như vậy, mình muốn là đưa một cái nội dung cái file khác đặt vào trong cái trang đó, CP hoàn toàn cho mình làm cái chuyện đó dễ dàng. Đó, các bạn thấy BP nó cũng đã nói như vậy. Rồi, vậy thì bây giờ cái tiếp theo là mình demo về cái cách đứng từ một trang chúng ta gọi một cái trang khác vào bên trong đó. Vậy thì bây giờ để đơn giản, mình giả sử mình có hai cái trang A.cp và B.cp. Chạy là chạy trang A lên và include cái trang B vào trong cái nội dung của trang A. Được nha mọi người. Rồi, vậy thì bây giờ bắt đầu. Thứ nhất là chúng ta sẽ cho cái file a.cp là cái trang chạy đầu tiên khi các bạn vào trong web XML, chúng ta cho nó là a.cp. Rồi vậy thì cái tiếp theo là chúng ta sẽ đi tạo ra hai cái trang con a.cp và b.cp. Ở trong web content chúng ta new một cái file mới a.cp. Rồi vậy thì trong này giả sử chúng ta để ở đây là a bay. Đó, A bay. Rồi, các bạn tạo một cái file mới các bạn b.cp. B.cp. Thì cái trang B này nó cần được include vào trong cái trang A. Do đó cái trang B này nó không cần cái mớ HTML này nữa. Được không bạn? Tại nó được include vô trong kia mà. Nếu các bạn tạo cái view thì phải chọn layout thì nó đâu phát sinh HTML đâu. Đó. Do nhưng mà đừng bây giờ xóa cái ngục cái bay lên người server ở đầu nha. Chúng ta chỉ xóa cái HTML phần đó thôi. Mình để chỗ này là B bay. Đó, B bay. Rồi, vậy thì bây giờ đứng từ cái trang A mà chúng ta muốn include cái trang nội dung của cái trang B vào dưới chỗ này nè. Đó, nội dung trang B chạy lên là đặt dưới .. Thì ở trong CP nó sẽ cung cấp cho mình một số cái thẻ để mình làm cái chuyện này. Và chúng ta sẽ thường xài những cái thẻ này. Thì để sử dụng những cái thẻ CP mà nó hỗ trợ cho mình xử lý, các bạn sẽ đổi tới cái thẻ của nó như sau các bạn. GSP 2 chấm. Đó, chúng ta có GSP 2 chấm. Thì hôm trước là chúng ta đã có sử dụng cái pin đó. Nhớ mọi người, chúng ta sử dụng cái pin là chúng ta tạo ra cái đối tượng bằng những cái thẻ của Java đó. Đó. Thì ở đây các bạn thấy, đây là những cái thẻ của Java nó hỗ trợ xử lý nè. Đó, thì chúng ta có CP 2 chấm include vào trong này.
chỉ ra cái file nào chúng ta cần đưa vô. Thì trong trường hợp này là cái file bề chấm diệt bì. Rồi, như vậy là nó đem toàn bộ nội dung của cái file bề nó đặt vô trong đó. Rồi, lớp chạy thử nghe đi lớp, để chúng ta thấy cái mình sẽ đi đồng đồ chúng ta làm. Vậy là A bay ngắt gồng tới B bay, và cái B bay chính là lost nội dung của cái trang này lên. Được ha. Vậy thì bây giờ nếu mà mình nhìn nhận ở cái góc độ trang này thì có phải cái ông XXX này chính là cái chỗ mà mình in luôn một cái trang nào đó vào chứ gì nữa? Đúng chưa các bạn? Đây nè. Đó. Vậy thì bây giờ trong trường hợp này chúng ta sẽ bắt đầu dựng dựa trên cái trang này này. Cái mục tiêu bữa nay là chúng ta phải được một cái template Photoshop ha. Hôm trước là mình góp cho các bạn cái file template chưa ta? Chưa hả? Đây, nó rồi chúng ta sẽ ráp cái này. Dễ lắm, nó làm gì đâu. Rồi, chúng ta là phải ráp được cái này vào trong GP serverless ha. Rồi một cái lấy dữ liệu của hai bên này đổ lên cái nữa là xong cái trang hoàn chỉnh. Để xong ok để đồ ha. Dễ vậy quá. Đó. Rồi, vậy thì giờ trong trường hợp này bắt đầu chúng ta tiếp đó, thời gian mình phân tích từ 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 để chúng ta đi tới cái này đó. Vậy thì bây giờ là mình đã khai báo được cái khu vực thay đổi rồi. Là ông này là Archive Render Body ở trong Martinez MPC nè. Bắt đầu bây giờ cái chỗ mà A bay ở trên đó đó, mình sẽ đi biến nó thành cái menu. Mình giả sử là bây giờ mình sẽ có ba cái menu. Home nè, mình sẽ có Home chỗ này nè, rồi About Us chỗ này nè, và New chỗ này nè. Đó. Bây giờ mình mong muốn rằng người sử dụng người ta chọn hơn cái là đem cái ông hôn vô đây, đặt ống ở đây. Người ta chọn about us là đem about us vô đó. Người ta chọn new là đem new vô đó, mình in us vô trong kia. Vậy thì bây giờ trong trường hợp này rõ ràng là bây giờ mọi cái xử lý khi người ta chọn lên trên này cái, chọn lên này cái, chọn lên này cái, thì rõ ràng mới muốn những ông này cần phải xuống cái sở liệu lấy dữ liệu chứ gì nữa. SQL Server của mình chỗ này nè, và hôm trước là chúng ta đã sử dụng hai bên này chúng ta gọi tới rồi đúng không mọi người? Vậy thì bây giờ người ta chọn ngay cái thì mình bắt buộc lúc nào vậy phải gọi về server khác, phải gọi về server để chúng ta thực hiện cái hành động ở trong đó. Do đó, bây giờ người ta chọn hơn cái thì mình làm gì? Mình sẽ đi gọi về cái ông hơn controller. Đó, ổng làm gì đó xong rồi, ổng load nội dung của ổng vô đây. Đúng chưa mọi người? Người ta chọn about us, mình sẽ gọi về about us controller. Làm gì đó xong, nó load dữ liệu vô trong này. Đó. Vậy thì bây giờ các bạn thấy thứ nhất là mọi cái xử lý của mình luôn luôn lúc nào cũng phải trơn á là phải gọi là cái trang trang này. Đúng không mọi người? Lúc nào cũng phải gọi là cái trang trang này. Nhưng cái trang mà chúng ta load vào trong cái khu vực thay đổi này là khác nhau. Đó là cái thứ nhất. Và cái trang này nè, nó sẽ được truyền từ ở bên trong cái controller. Sau khi nó xử lý xong nó sẽ chỉ ra nó muốn load cái gì vào đây. Do đó cái tổng quan là chúng ta sẽ khai báo một cái biến ngay cái chỗ cái khu vực thay đổi này để dây để cho mỗi cái controller nó xử lý xong sẽ đẩy cái trang nó từ lót lên cái chỗ cái biến đó là tự động GP sẽ lót những cái trang tương ứng. Được chưa mọi người? Đó, đó là cái phần sản phẩm đến cái chỗ này. Do đó bây giờ thứ nhất là chúng ta cần ba cái serverless nữa: home controller, about us controller và new controller. Rồi lớp tạo ba cái server đẹp đó trong bất kỳ controller luôn đó. Bây giờ mình dựng cái template lên dãn này trước nha. Bây giờ cần ba cái controller: home controller, about us controller và new controller. Và bây giờ là mỗi cái controller là mình sẽ có cái folder mình để chứa những cái trang GP tương ứng nha. Giờ mình không thể lưu đồ ở ngoài nữa. Đó, bây giờ mình sẽ tổ chức lại. Đó.
Rồi, và các bạn vào web content thì các bạn tạo ba cái folder tương ứng luôn. About us nè, new nè, home nè. Nhớ sửa là cái này bộ A cầm web xong là S nó thành home và bao S và new cho nó có vững nghĩa các bạn. Rồi và chúng ta sẽ có bao S controller và chỗ này là mình sẽ có bao S. Rồi chúng ta sẽ có chỗ này nữa là new controller. Thì bây giờ chỗ này mình sẽ có là new. Rồi, như vậy là được ba cái xử lý tương ứng rồi. Mà chúng ta cần ba cái folder đi các bạn. Home about us và new ở trong web content. Home nè. Rồi. Bây giờ cái chuyện tiếp theo là dựng cái template này lên chứ gì nữa. Đúng không các bạn? Vậy thầy bây giờ các bạn tạo một cái file template.cp để mình dựng nó lên. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta có cái file cp nữa, template.cp. Tạo cái file mới ha, đó cái layout trong admin MVC của mình đó. Ở trong web content luôn nha. Chúng ta tạo cái file template. Trong cái file này mình sẽ dựng ba cái linkage này lên và xác định cái khu vực thay đổi ở đây. Đúng chưa các bạn? Đó, kiểu không lớp ơi. Được ha. Rồi, vậy thì giờ chúng ta sẽ dựng ba cái linkage hơn ở Paris và New giống như ở trên bảng. Vậy thì bây giờ đưa ba cái linkage này vào Ahrefs nè. Rồi, chỗ này là Home. Thì gọi về Serverless Home do đó chỗ href để hôm. Rồi chúng ta gọi về about, gọi về new. Vậy thì chỗ này là about, chỗ này là new, chỗ này là new, chỗ này about đó. Và br ngắt xuống, br ngắt xuống, copy rồi con 17 gì đó. Rồi đây là cái tiếp nè. Đó, thì giống cái giao diện của sẽ bài đó. Vậy thì bây giờ cái chỗ biết đó, có phải là khi người sử dụng người ta tiếp chuột vào trong home cái là chúng ta sẽ đi gọi về home sẽ phải chúng ta thực hiện. Đúng không mọi người? Người ta tiếp chuột vào trong about thì chúng ta sẽ gọi về about thực hiện. Thực hiện xong rồi thì mình mới chỉ ra là gói cái gì vào trong cái ít này để cho nó show ra tương ứng. Do đó bây giờ cái chỗ ít này nè là mình sẽ sử dụng cái thẻ của CSP. Chúng ta in lưu một cái trang nào đó vào trong này. Đó. Và cái trang này mình không dễ cố định, nhưng mà cái giá trị của cái trang nó sẽ được xác định từ cái controller sau khi nó thực hiện xong. Đúng không mọi người? Ví dụ như là liên tục vào home, gọi thì home sẽ flash. Serverless làm cái gì đó xong nó sẽ chỉ ra lót cái trang nào vô đây. Lít chuột vào about us, gọi về about us thực hiện xong chỉ ra lót cái gì vô đây.
và cụ thể là mình sẽ đi khai nó một cái miếng gì đó chỗ này để mình truyền cái điện từ ở bên phần cho lơ qua. Do đến chỗ này thầy sử dụng qua biểu thức EL để thầy truyền một cái biến nào đó, thì giả sử thầy đặt nó là bên mở. Các bạn không thích bên mở đặt ABC là chuyện của mình, được chưa bạn? Đây là một cái biến. Cái biến này có nhiệm vụ chứa cái đường dẫn tới cái trang mà chúng ta cần load vào trong cái khu vực thay đổi này. Được mọi người. Đó. Rồi, như vậy mà mình tìm luôn nó vô. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xử lý trong trường hợp này. Thứ nhất là các bạn vào trong Home Controller, có phải người ta chọn đây cái thì mình sẽ đi gọi về cái hàm do get của Home Controller, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ gọi về cái hàm do get. Và các bạn luôn lưu ý nha, giống như lúc nãy mình phân tích là những cái xử lý này lúc nào cuối cùng cũng load cái template này lại hết. Tại vì mình xài chung một cái template mà. Được không các bạn? Do đó trong trường hợp này nè, trong những cái hàm do get của Home và Boss và New, những cái xử lý của mình cuối cùng lúc nào cũng load template lại hết. Template.zb, chúng ta forward, request và respond qua. Đó. Luôn load cái template, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình load cái template rồi đó, thì có phải là chúng ta phải xác định cái bên mở hồi nãy trong cái trang, trong cái thẻ input là nó cần load cái trang gì lên chứ gì nữa, đúng không các bạn? Do đó bây giờ cái nhiệm vụ tiếp theo của mình là mình định nghĩa những cái trang con để nó load vô đây, nó load vô cái khu vực thay đổi này. Vậy thì hồi nãy mình có ba cái folder Home và Boss và New. Trong mỗi cái folder các bạn đi tạo một cái file index.jp và là cái trang hiển thị tương ứng với từng cái menu, được không mọi người? Do đó bây giờ thứ nhất là chúng ta sẽ vào trong cái file home.folder.home, vào cái folder home chúng ta tạo một cái file index.zip. Đó, cái file này hồi được input vào trong cái trang template, cụ thể là cái khu vực thay đổi nãy, do đó lìa hết cái html nó đi, đúng không? Và chúng ta cho nó một cái thẻ H3 đi cho đậm đậm lên dễ coi. Ví dụ mình sẽ có hôm bài. Đó, những cái trang con chỉ như vậy. Rồi, các bạn làm cho Apple và New đi các bạn. Chúng ta cũng sẽ có cái file index ha. Cái tên file tùy ý mình đặt thì mình đặt thôi, nhưng mà thường đó cái trang mặc định đầu tiên và cái trang index trong mọi cái folder, giống như các bạn tạo trong mấy cái controller thì cái file index đó, cái new index đó là cái trang kẻ chính ha, cái view mà nó mặc định nó lost ha. Sau này là mỗi servlet chúng ta tách thành folder riêng hết nha. Mình sẽ để là about us. Chúng ta có new, mình sẽ để chỗ này là new bài. Rồi. Rồi, như vậy là có những cái trang con tương ứng chuẩn bị sẵn sàng xong rồi đó. Giờ chỉ còn có chuyện gót lên nữa là xong. Vậy thì bây giờ nè, chúng ta bây giờ bắt đầu là mình xong cái trang con rồi. Vậy thì bây giờ khi người ta gọi vô trong Home cái, mình đã đi gọi về được controller, mình load cái template lên, và bây giờ chỉ còn cái bước cuối cùng là chỉ ra load cái gì vô đây nữa là xong. Thì hồi nãy là trong cái file template của mình, có phải mình xác định rằng là load một cái biến B mở này nó chứa đường dẫn tới cái trang con chứ gì nữa, đúng chưa mọi người? Do đó bây giờ ở trong Home controller, trong cái hàm do get các bạn request set attribute, gán cái gì? Gán cái biến B phở là hồi nãy cái trang mà chúng ta load ở trong CP 2.inlus vô đó, chỉ đường dẫn tới cái trang mà chúng ta cần load lên các bạn. Thì có phải là đi vào trong cái folder home
lấy cái file index.csv để load vào trong cái khu vực thay đổi không? Đúng không mọi người? Do đó chỗ này là homeset index.csv. Đây, homeset index.csv. Vở này chính là cái giá trị mà hồi nãy mình khai báo trong template nha các bạn. Nó là cái này nè. Đó, thì nó chứa cái đường dẫn của cái trang chúng ta cần load lên. Rồi, tương tự như vậy, load làm cho about us và new. Đó, cũng là trong cái new guest của about us và new. Chỉ ra load cái template nào lên và đặt cái khu vực thay đổi là cái trang con nào. Và chỗ này là about us save in that. Ở trong mình sẽ đi vào trong do guest của new và chỗ này là new save in that. Rồi đó, thì bây giờ mình chạy thử đi lớp. Và cái đường dẫn của các bạn đó là các bạn giả sử bây giờ các bạn chạy với bạn test như vậy, cứ chọn cái đồ set của mình chạy lên. Rồi bây giờ mình giả sử là mình gọi tới home thì các bạn xịt home chỗ này trái nè, xịt home ở trên cái URL trước đấy mình đang test thử. Rồi enter cái coi nó ra gì, xịt home ở trên cái URL này đấy. Có phải lên được cái template chưa? Mong muốn lên được như vậy đó. Đúng chưa? Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Giống như một cái layout trong admin MVC chưa? Đó, đây. Mình sử dụng cái template chung cho các trang. Đó, chạy lên xịt cái chữ home chỗ này nha lớp. Tạm thời mình đang test thử thì mình cứ xịt cái đi, rồi mình sẽ cố cấu hình lại chút xíu nữa. Đó ha, mong muốn tới thời điểm này là phải được cái giao diện như vậy. Đó, đúng cái layout chúng ta mong muốn rồi đó, là có cái dạng menu kìa, cái khu vực thay đổi qua cái trang nè, đổi rồi nè, đó thấy chưa, đổi trang rồi thấy chưa, đó. Không có dạng menu đó. Vậy coi chữ ở bos là cho mình đặt, sorry coi cái ahrep trong này coi mình đặt như thế nào, nó mở tương ứng chưa, trong trang này chưa, hoặc là trong này mình lost cái trang trang này lên như các bạn, coi chừng thiếu folder nữa nha. Rồi coi chừng tường dẫn tới mấy cái trang đó, các bạn check lại thử cái nha. Hay đó, lỗi 500 là lỗi 500 lỗi có sao mà 424 sang tường dẫn có đẹp rồi. Còn nếu mà các bạn đặt chữ hoa thì mở chữ hoa, nếu ai quen cái phong cách ở bên admin MVC á, làm thường cái folder nó chữ hoa hoặc là mấy cái con nó chữ hoa thì mình phải đặt chữ hoa vô, nó không bị pha thường đó. Chỉ tiếp là mới vô mình mở web lên mình bắt con người ta xịt không, ai biết từ đâu xịt, đúng chưa? Rồi sẽ tới cái phần đó, tại vì nãy thầy đang nói là cái phần test ra. Cái hạn chế của cái trang bị dở mình là phải bắt con người ta xịt chú hơn mới chạy được, đúng chưa? Thì rõ ràng là mình tới ai làm vậy. Mà bây giờ á, nếu mà các bạn làm admin MVC là ở trong root config chúng ta sẽ có thể xác định cái controller nào là controller chạy mặc định chứ gì nữa. Thì ở trong cái ông web của Java này nè, chúng ta không có cái root config như vậy, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái trang là trang mồi để nó mồi vô trong cái controller nào mà chúng ta muốn vừa chạy thôi.
Tại vì mình thấy rằng đó là trong cái xử lý web của Sapa á, là đầu tiên là nó sẽ đọc cái file web, cái HTML thì nó biết được cái trang nào là cái trang chạy đầu tiên chứ gì nữa. Mình thường cái đó mình sửa. Thì bây giờ bằng cái cách là chúng ta sẽ cho cái trang nào nó chạy đầu tiên. Ở trong cái trang đó đó, mình sẽ viết code để mình gọi về cái controller mình mong muốn nó thực hiện. Người ta thường gọi là cái trang đó là trang mồi. Đó, cái dịch vụ nó có nhầm lẫn trong mồi gì cái ông nào đó. Được theo mọi người. Do đó bây giờ, thường á, là mình đặt cái trang đó là cái trang redirect. Cái bên tùy ý bạn đặt gì bạn đặt thôi. Rồi, vậy thì mình sẽ làm một cái trang mồi để cho nó mồi vào trong cái home nè. Các bạn mở cái window web là đang mình nêu một cái file zip mới đi các bạn. Mình đặt nó là redirect. Redirect. Đây, redirect. Trong web là đang nha, thì cái trang này là cái trang mồi nè. Mình sẽ cho nó mồi vô mấy cái dòng khác. Xóa hết mấy cái HTML đó. Nó chỉ có một dòng chỗ này thôi. Cái trang mồi này có nhiệm vụ gì? Nó gọi tới cái serverless nào mà chúng ta muốn nó chạy mặc định. Cụ thể là cái home controller của mình hồi nãy đó lớp. Được chưa? Và để đứng từ một cái trang chúng ta muốn mồi vào trong một cái serverless, chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ của GP các bạn. GP2.forward. GP2.forward. Đó, trong cái trang mồi của mình đó. Mình chỉ ra cái serverless nào chúng ta cần chạy đầu tiên là cái ông hôm chứ ông nào nữa. Rồi xong cái trang mồi rồi đó. Nó đúng có cái trang mồi ổng đó nha các bạn, là có dòng vậy đó. Rồi vậy thì bây giờ có phải trong web trong HTML mình cho redirect là cái trang chạy đầu tiên chứ gì nữa? Vậy thì khi chạy cái web của mình lên, nó vô trong web HTML, nó biết được redirect là cái trang chạy đầu tiên, nó vô đây nó thực hiện cái ông này, nó gặp cô lệnh cô vơ, nó gọi về hôm và cho lên, nó mở ra cái hôm cho mình, mà nó cứ cần phải xịt cái đường dẫn hồi nãy nữa. Được chưa lớp đó. Rồi vậy thì cái nhiệm vụ của mình là vào trong web trong HTML chúng ta sẽ chỉ ra không a nữa mà là redirect.gzp. Đây là cái trang mồi đó. Thì mới mốt qua mấy cái trang web khác chúng ta cũng sử dụng cái trang mồi này nha mọi người. Để mốt thì nói trang mồi là chúng ta tạo như vậy ha. Rồi chọn nguyên process chạy thử đi mọi người. Và bây giờ là vừa vào là vào home luôn. Được chưa? Vào home luôn. Không có cần xịt cái gì nữa hết. Nhờ cái trang mồi mà chúng ta làm được như vậy. Rồi đó, thấy chưa, vô trang hôm luôn rồi kìa. Đó, vô sửa trong web HTML sale lại. Chạy là chọn nguyên process để chạy, nó mới đọc theo cái flow xử lý nha. Chứ mình không chọn từng trang mình chạy nha lớp ơi. Chọn là chọn nguyên cái process chúng ta run on server luôn. Đó, như thế này thường thì chọn nguyên process để chạy là vậy đó. Rồi nó đọc theo cái flow xử lý hết. Đây, mới vừa chạy vô là được như vậy. Đó, cứ chọn. À, thấy chưa? Bây giờ nó lẫn lộn, các em bắt đầu cái đường dẫn á. Không xử lý code template nào cả khu vực hay là phải làm gì? Cả. Mình thấy, ủa cái code mình viết mới mà sao cứ chạy cũ hoài không biết nữa. Thì nhiều khi nó giữ khác đó, mình chạy mới chạy luôn hoài cái gì giữ khác đó. Các bạn vô đây, các bạn liên đó. Các bạn vào trong process nè. Mốt mà các bạn bị cái vấn đề đó, chúng ta chọn link nè. Đó, rồi chỗ này mình liên on process luôn, ok. Rồi nó liên hết mấy cái cache, mấy cái mà nó build ra ở trong cái tờ tâm cáp này. Đó, liên không? Cái này liên cái file build chứ không phải số sụt nha. Rồi, đó.